quay ở Lạc Văn Lãng đang có một con rất là đẹp. Con này là con F3A. À, một con máy bay tuyệt vời luôn. Có ăn công tuấn Bolero nhá các bạn nhá. Một phi công lão luyện ở xe Đà Lạt. Đây, F3A. Và sau đây là màn trình diễn F3A cho anh công tuấn. Anh em đang mang rất là nhiều máy bay bên trái xíu. Rồi. Máy bay bắt đầu khởi hành cất cánh. Ồ, máy bay đã cất cánh thành công. Ồ, máy bay rất là đẹp. Hôm nay trời khí hậu khá là mát mẻ. Không bị cháy mắt, phi công bay rất là tuyệt vời. Rất là đẹp. Rất là đẹp. Thật là đẹp, tuyệt vời. Quá tuyệt vời. Người diễn đi anh. Lên trời xoáy nhào lộn các kiểu đi. Đấy. Hay nha. Rồi ok, sau đây là một màn hạ cánh của anh Công Tuấn Bolero. Ồ, máy bay đang đáp xuống. Rồi, một pha trình diễn và một cú hạ cánh không thành công do thời tiết. Tôi sẽ hạ cánh lại. Đường băng ở đây khá là ngắn. Rồi, máy bay đang lấy độ cao, đang hạ thấp độ cao. Tuyệt vời, máy bay đang quay trở về. Quá tuyệt vời. Rất là đẹp, rất là đẹp. Đây, máy bay đã quay trở về. Ồ, máy bay đẹp lắm các bạn. Rất là tuyệt vời. Con này giá trị bao nhiêu anh? Giá trị chỉ có tầm 1 triệu bạc thôi anh em ơi. 1 triệu thôi, 1 triệu thôi. Chúng ta sẽ có một con máy bay này. Ai cần thêm kinh nghiệm và đồ đồ xe liên hệ ăn Công Tuấn Bolero nhá. Một ca sĩ của làng Đà Lạt. Ok, xin chào anh em nha.